đỏ vào pháo đầu. Đen cao tả pháo giữ tốc đầu, chuẩn bị đi pháo hai bình tám, phong tỏa lộ hai cờ đỏ. Đây là nước cờ được trình bày lần đầu tiên trong thao lược nguyên cơ, sách in năm Khang Hy thứ 46, tức là năm 1707. Vốn tên sách là Thao lược huyền cơ, do Chánh Húy của Khang Hy đổi thành Thao lược nguyên cơ. Đỏ nhảy mã trong cánh phải. Về sau, đỏ cải tiến đi thành mã 8 tiến 7 và pháo 8 tiến 4. Đen bình pháo cánh phải sang lộ 8, hình thành tả điệp pháo, còn gọi là giáp tốt pháo, hoặc đại đơn pháo, hoặc thần tiên diệu cục, nhằm không cho đỏ xuất trực xa cánh phải. Đến đây, cờ đỏ có hai phương án đi quân. Một là xe 1 tiến 1, và hai là mã 8 tiến 7. Phương án đi có đỏ xe 1 tiến 1. Đen đi tốt 9 nhằm đánh thông biên hà. Đến đây, cờ đỏ có hai khả năng đi quân. Một là xe 1 bình 6, và hai là mã 8 tiến 7. Có ăn như nếu đỏ đi xe 1 bình 4. Đây là nước cờ mà Ngũ Thiệu Tiến Myanmar dùng đối phó với Dư Khoái Canada ở giải thế giới năm 1997. Nên tiếp theo đen ứng phó. Cờ đen phản tiên. Về sau, đen thắng cờ. Khả năng đi con đỏ xe 1 bình 6. Đỏ bình xe lộ 6 làm cho cánh phải giảm sức phòng thủ.
Đen liên tục đi tốt biên nhằm thông xe. Đỏ ăn tốt. Đổi lại, đỏ thành nghiên cứu đi tốt 5 tiến 1. Trực tiếp tấn công trung lộ, nước cờ đối công. Như đỏ tốt 1 tiến 1. Đen không đi mã, mà đánh thông biên hà. Đi nhanh xe, uy hiếp cánh phải của đỏ. Đỏ tiến xe tóc mắt tượng. Xe đỏ rời yếu đạo. Nước cờ không tất yếu. Làm giảm sức phòng thủ. Đổi lại. Đỏ thể nghiên cứu đi mã 8 tiến 7. Cờ đỏ ưu thế. Như đỏ xét 6 tiến 7. Đen tiến xe sau này tấn công tượng. Cờ đen bỏ mặc anh phải. Mục tiêu công kích rõ ràng. Đến đây hình thành bố cục. Tả điệp pháo khí mã. Đối. Trung pháo hữu hành xa. Đỏ bay tượng. Đỏ có thể nghiên cứu đi. Xe 6 bình 8. Tiếp theo có thể là cờ đỏ dọa tượng 7 tiến 5 bắt chết xe đen. Như tiếp theo đen đi. Cờ đỏ ưu thế. Như đỏ tượng 3 tiến 1. Đen bỏ mã cánh phải, nhảy mã trái tham chiến. Đỏ bình xe đè mã. Đỏ có thể nghiên cứu đi. Xe 6 bình 3. Nước cờ hay hơn. Cờ đỏ có thể phá được thế trận của đen. Hoặc đỏ thể nghiên cứu đi pháo 8 tiến 2. Như tiếp theo.
Cờ đỏ à? Ưu thế. Như đỏ à? Xe 6 bình 8. Đen nhảy mã tham chiến. Cờ đen không cách nào hay hơn. Đỏ nổ phá ban mã. Nước cờ hơi vội, dẫn tới giảm sức phòng thủ. Đỏ thể nghiên cứu đi xe 9 tiến 1 nhằm chi viện cho cánh phải. Nước cờ hay hơn. Như đỏ pháo 8 tiến 7. Đỏ lùi mã về tâm. Nước cờ thua. Đổi lại. Đỏ thì đi sẽ 9 tiến 1. Như tiếp theo. Cờ đỏ dọa pháo 8 bình 6 hoặc xe 4 tiến 6. Cờ đỏ có thể đánh một trận. Như đỏ mã 3 lùi 5. Đen nhảy mã nhòm ngoạ tàu. Cờ đỏ khó thể đối phó. Đỏ nhảy mã độ 7. Đổi lại. Như đỏ đi mã 5 tiến 4. Cờ đen thắng thế. Như đỏ à, mã 5 tiến 7. Đen cao xe để tăng cường lực lượng tấn công. Đỏ lên sĩ. Đổi lại. Như đỏ đi tướng 5 tiến 1.
Cờ đen thắng thế. Như đỏ lên sĩ. Đỏ treo sĩ. Đổi lại. Như đỏ đi xe 6 tiến 1 phá sĩ đối công. Đen thắng cờ. Như đỏ sĩ 5 tiến 4. Đen ăn sĩ nhập cục. Cờ đỏ một xem một pháo. Chưa thể kết thúc. Đen bỏ xe ăn pháo thành sát thế. Pháo hậu mã tuyệt sát. Đen thắng cờ. Đây là nước biến chính trong sách Thao lược nguyên cơ. Mời các bạn xem lại các nước đi.
đen thắng cờ. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận tả địa pháo.